Ăn chè không? Chè xong rồi nè. Để con ngồi Rồi, không sao. chút nữa con ăn. Ừ, không có gì hết. Cô Liên hỏi. Để Dạ. ăn thì sáng qua cô Liên lấy. Hỏi mẹ con ăn chè không? Uyên ơi, Uyên, Vi rồi có ăn chè không? Lấy chén đi, cô Liên múc cho ăn. Mình tự nhiên không muốn ăn kẹo. Ừ, chén đó mấy muỗng.